Vâng, xin kính chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Văn Thịnh, kênh chia sẻ kiến thức về đầu tư bất động sản. Ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ với anh chị và các bạn về một cái chủ đề là nên làm gì để đầu tư bất động sản tỉnh lẻ không bị chôn vốn. Ok, thì những người trong ngành cho rằng là giá đất ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì đạt mức là đỉnh, tỷ suất là lời rất là thấp, quỹ đất ở khu vực trung tâm thì không còn nhiều. Đó, thì lúc này dòng tiền của một số nhà đầu tư chuyển hướng về thị trường tỉnh lẻ. Vì quỹ đất ở các tỉnh ven thành phố Hồ Chí Minh còn rất là dồi dào và nhiều vị trí đẹp, giá thì rất là mềm, đó. Thì nên đã tạo ra một cái làn sóng cũng như là nhà đầu tư ôm tiền về tỉnh lẻ để đầu tư. Tuy vậy thì đánh bắt xa bờ, mở ra một cơ hội mới mẻ. Nhưng nếu nhà đầu tư không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản vẫn có thể gặp rủi ro, thậm chí là thất bại, thua lỗ. Chính vì vậy, chúng ta phải, anh chị và các bạn phải hiểu rõ về khu vực mà anh chị và các bạn chuẩn bị đầu tư trước khi rót tiền chứ cũng như là xuống tiền để đầu tư bất động sản ở tỉnh lẻ. Trước tiên là chúng ta phải hiểu rõ khu vực mình định đầu tư. Đó, hiện nay thì các thành phố đầu tư như là thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu là mua đất rất là lớn và luôn có xu hướng là tăng. Đó, thì trong các đợt là sốt giá, nếu như chẳng may mà không kịp thoát hàng, đó thì các nhà đầu tư vẫn có thể là có cơ hội bán lỗ để thu hồi vốn. Còn ở tỉnh lẻ, lượng người mua ít nên là nếu đầu tư không đúng chỗ thì dù bán lỗ cũng rất là khó sang tay. Ví dụ như đơn giản như là đầu tư căn hộ ở chung cư thành phố Hồ Chí Minh là một kênh thu lời tiềm năng, nhưng lại là nhiều tỉnh thành lân cận căn hộ chung cư không dễ bán, bởi nhiều người dân vẫn ưa chuộng nhà đất thổ cư hơn. Đó, thì với các khu công nghiệp đông đúc, công nhân khu vực khu công nghiệp cũng chủ yếu là thuê phòng trọ vì mức thu nhập của họ cũng khá là thấp. Thì do đó mà khi mà định rót tiền vào đầu tư bất động sản tỉnh lẻ, người đầu tư nhất định phải hiểu rõ khu vực định đầu tư là nguyên tắc quan trọng nhất hàng đầu. Thì trong đầu tư bất động sản thì việc nắm rõ thông tin về quy hoạch, cơ sở giao thông, hạ tầng của địa bàn định đầu tư rất là quan trọng. Đó, thì trên thực tế thì những mà thay đổi về hạ tầng, quy hoạch luôn chỉ là hướng cho các đợt sốt nóng, tăng giá bất động sản dẫn đến là sốt đất, thổi phồng giá đất tại nhiều địa bàn tỉnh lẻ. Khi mà chúng ta khoanh vùng đầu tư, chúng ta nên hướng tới là những địa bàn mà có tiềm năng thay đổi hạ tầng, chẳng hạn như là những nơi có khu công nghiệp phát triển mạnh hay nằm ở các khu đô thị lớn. Tiếp theo là chúng ta không đầu tư theo tâm lý đám đông. Đó cũng là một lưu ý rất là quan trọng. Chúng ta không nên đầu tư bất động sản theo tỉnh lẻ chỉ vì chạy theo tâm lý của đám đông. Đó, bởi có thể là mua phải dự án khu vực đô thị ma, hoặc là không có khả năng thanh khoản do không thể thu hút được dân cư về sinh sống. Thì đã có không ít là nhà đầu tư vào dự án bất động sản tỉnh lẻ thất bại. Có nhiều nhà đầu tư phải bị mắc kẹt tại các dự án do không có người mua dù được đầu tư với quy mô rất là lớn. Đó. Chính vì vậy thì muốn đầu tư bất động sản tỉnh lẻ, nhà đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ thị trường, tránh tình trạng mà ồ ạt về địa phương khiến bất động sản tại đó phát triển quá nóng, lượng cung quá lớn trong khi mà nhu cầu thị trường mua thực không bao nhiêu. Đó, dẫn đến là thất bại và nguy cơ là chôn vốn rất là cao. Một cái lưu ý tiếp theo là chúng ta phải kết hợp với môi giới địa phương. Đó, một trong những tiêu chí là chúng ta phải kết hợp với môi giới ở địa phương. Môi giới ở địa phương chính là một cái người am hiểu và nắm bắt được thông tin thị trường bất động sản tại tỉnh thành, địa bàn hoạt động của họ rất là tốt nhất. Đó, chưa kể là do đặc thù công việc nên là họ có rất là nhiều mối quan hệ, mạng lưới khách hàng tiềm năng. Đó, chính vì thế mà việc kết hợp với những người môi giới ở địa phương sẽ giúp cho các nhà đầu tư quản lý, tìm kiếm khách hàng, đồng thời như là thông báo các nguồn hàng giá tốt nhất và có nhiều cơ hội nhất. Các nhà đầu tư nên lưu ý là nên chọn môi giới có kinh nghiệm, thuộc công ty môi giới uy tín, hoạt động trên thị trường từ khoảng 2 năm trở lên. Đó, thì tránh trường hợp như là thuê phải, chúng ta gọi hay gọi tắt là cò đất đó, thì làm ăn chộp giật, thiếu kinh nghiệm và kiến thức thị trường. Đó, thì trước thực trạng về nhiều dự án phân lô bán nền ở tỉnh lẻ chưa được cấp phép đã mở bán tràn lan, đó thì nhà đầu tư cũng phải kiểm tra kỹ càng pháp lý của bất động sản đó. Ngoài việc là trực tiếp đi tìm hiểu, các nhà đầu tư thông minh chúng ta phải xác minh được thông tin nhà đầu tư có thể
thông qua các môi giới địa phương để giải đáp các thắc mắc như là dự án có chủ trương đầu tư tư quy hoạch 1/500 không, nguồn gốc dự án có phải là đất nông nghiệp không, tiến độ triển khai dự án như thế nào, có đúng quy hoạch, có đúng quy định của nhà nước không. Tiêu chí tiếp theo là chúng ta phải kiểm soát tài chính và đầu tư theo đội nhóm đó, để hạn chế tối đa rủi ro. Thì khi đầu tư bất động sản tỉnh lẻ, các nhà đầu tư cần phải cân nhắc tiềm lực tài chính của mình, bởi vì khi mà đầu tư vào các dự án bất động sản tỉnh lẻ với quy mô lớn và thời gian phát triển dài thì nhà đầu tư phải chủ động được các dòng vốn. Nếu mà chỉ sử dụng đòn bẩy tài chính thì rủi ro rất là cao. Thì trong trường hợp này thì khi mà chưa có kinh nghiệm, các nhà đầu tư cũng phải nên phải chọn cho mình một cái sản phẩm bất động sản vừa túi tiền. Chúng ta phải ưu tiên các dòng tiền nhàn rỗi. Nếu mà lựa chọn vay ngân hàng cũng cần phải tính toán đến nhiều yếu tố như là gói vay, hạn mức và lãi suất định kỳ. Đó, tránh tình trạng mà chúng ta áp lực tài chính quá nặng nề khi mà lãi suất biến động hoặc là sản phẩm mà khó thanh khoản sẽ gánh nặng chi trả rất là cao. Đó, khi mà chúng ta đầu tư bất động sản theo nhóm cũng là phương pháp mà giúp các nhà đầu tư gia tăng được cái cơ hội mà thành công và khi làm việc với những người có cùng chí hướng. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cũng như là gánh nặng về tài chính của mình. Đó, thì lưu ý là khi mà nhóm đầu tư nên là có ít nhất một cá nhân là người địa phương hoặc là có hiểu biết hay là quan hệ mật thiết với lại người địa phương ở khu đó. Thì điều này sẽ giúp cho nhóm có thể là nắm bắt nhanh nhất diễn biến thị trường, kịp thời gom bung hàng đúng thời điểm. Ngoài ra thì khi mà đầu tư theo đội nhóm thì các cá nhân cũng như là phải thống nhất rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ để tránh phải phát sinh ra những tranh chấp sau này. Để đảm bảo được cái quyền lợi cá nhân của các bên thì nhóm phải có một cái văn bản thống nhất chung, nội dung thỏa thuận là rõ ràng về tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận. Tiêu chí tiếp theo là chúng ta phải tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn. Đó, chuyên gia tư vấn sẽ giúp anh chị và các bạn biết và tránh được những rủi ro rắc rối trong những việc đầu tư. Các anh chị và các bạn nên là tìm kiếm cho mình những chuyên gia giỏi, đáng tin cậy, có kinh nghiệm hoạt động trên thị trường lâu năm. Đó, tránh thông qua những trường hợp mà thuê phải các cò nhà đất thiếu kiến thức và tầm nhìn trong cái đầu tư bất động sản. Các anh chị và các bạn cũng phải nên là có mối quan hệ hợp tác lâu dài với những chuyên gia đấy. Những chuyên gia đấy cũng sẽ là những người giúp các anh chị và các bạn kiếm được nguồn thu nhập với cái giá hời, đồng thời là họ biết cách nâng giá trị của bất động sản để có thể bán với giá cao hơn với thị trường. Tiêu chí tiếp theo là phải tư vấn pháp lý từ luật sư. Một trong những kinh nghiệm đầu tư bất động sản mà tôi muốn nói nhắc đến là tư vấn pháp lý từ luật sư. Nếu như mà anh chị và các bạn không phải là người thông thạo các thủ tục pháp lý về nhà đất thì tốt nhất là hãy hỏi ý kiến của các luật sư hoặc là nhân viên tư vấn pháp lý, thì họ sẽ giúp các anh chị và các bạn theo dõi được hợp đồng, các điều khoản và tính pháp lý của những giấy tờ mua bán có liên quan. Thì ngoài ra thì các anh chị và các bạn có thể là nhờ các kiến trúc sư, người có chuyên môn xây dựng sẽ giúp các anh chị và các bạn kiểm tra được cái lối ngôi nhà như thế nào, trần, móng, thoát nước ra sao. Đó, họ sẽ giúp các anh chị và các bạn nâng cấp, sửa sang lại để làm tăng giá trị của ngôi nhà. Điều đó sẽ giúp anh chị và các bạn có thêm một khoản thu nhập không hề nhỏ khi mà chúng ta tân trang lại. Đó. Tiêu chí tiếp theo là chúng ta phải cân nhắc về khả năng tài chính. Đó, bạn cần phải cân nhắc và tính toán kỹ về khả năng tài chính của mình trước khi bắt tay vào việc đầu tư. Trong vài trường hợp, anh chị và các bạn phải huy động vốn đầu tư từ ngân hàng nên là chú ý đến thời gian cho vay, khoản lãi cũng như là khả năng chi trả. Thì nếu có thể thì anh chị và các bạn có thể nên huy động nguồn tiền nhàn rỗi từ các người thân, anh em bạn bè. Điều này thì sẽ giúp cho giảm thiểu được cái rủi ro và góp phần yên tâm hơn cho việc đầu tư dài hạn của mình. Đó. Cái điểm then chốt là của nhà đầu tư bất động sản là khả năng dự đoán và ước tính được cái độ chính xác được cái độ rủi ro và cái số lợi nhuận tiềm năng như thế nào. Đó. Thì nếu làm được điều này thì anh chị và các bạn sẽ tính toán được cái thời điểm mua và thời điểm bán bất động sản một cách tốt nhất. Ok, thì chúng ta dễ nhận thấy là việc đầu tư bất động sản ngoại thành, tỉnh lẻ mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Thì tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại không ít những nguy hiểm nếu các nhà đầu tư không nắm rõ được các nguyên tắc cơ bản. Ok, cái video này là những kinh nghiệm đầu tư bất động sản mà anh chị và các bạn cũng nên biết và tham khảo qua.
để có thêm hiểu biết trước khi mà bắt tay vào việc đầu tư. Các anh chị và các bạn cũng phải nên cân nhắc và chọn lọc thông tin kỹ để giúp các anh chị và các bạn giữ xa khoảng cách với những sự thua lỗ và thất bại trong đầu tư. Đó, bên cạnh đó thì các anh chị và các bạn cũng cần phải làm rõ được những yếu tố rủi ro có thể xảy ra và chuẩn bị tinh thần để chấp nhận rủi ro một khi đã đầu tư. Đó, các anh chị và các bạn phải giữ đầu óc tỉnh táo và minh mẫn cho mình. Do đó thì đừng có hành động mà vội vã dựa trên những thông tin mà cảm tính của mình. Đó, từ môi trường bên ngoài hay là bắt theo nhu cầu của đám đông. Đó, các anh chị và các bạn phải tuyệt đối không giao dịch với khối lượng quá lớn tài sản đến nỗi phải lo lắng vì nó. Ok, thì video của tôi ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Tôi hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho một số anh chị mà sắp chuẩn bị đi đầu tư ở các tỉnh lẻ biết thêm được một điều nào đó trong cuộc sống cũng như là trong công cuộc đầu tư của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì anh chị và các bạn hãy cho tôi xin một like và hãy chia sẻ video này đến cho nhiều người biết hơn nữa. Và hãy bấm đăng ký kênh của tôi và ấn vào nút chuông thông báo ở bên cạnh để lần sau tôi phát sóng thì anh chị và các bạn sẽ nhận được những thông tin giá trị về bất động sản cũng như là cập nhật những thông tin về pháp lý. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe.